Xin chào Dương Vy, xin chào tất cả anh chị em. Để mình lên đây để mình trả lời cho cái chú hồi nãy. Tại vì thì chú nói chứ hỏi cũng đàng hoàng, mình trả lời cũng đàng hoàng. Nếu mà anh đi từ thiện á, anh phải biết như thế này. Thí dụ á, bây giờ á, anh tự túc, anh tự giác anh đi, đó là một điều tốt, tấm lòng của anh thì ai cũng chấp nhận. Nhưng mà tôi hỏi anh như thế này thôi. Nếu mà chính quyền địa phương á, anh không thông qua với chính quyền địa phương, anh đăng ký trước, thì tại anh làm sao anh biết chỗ nào anh cần giúp và người nào được nhận? À, anh cứ tới những chỗ nào mà xe chạy vô được, anh đi anh cho vòng vòng ngoài đó không à, rồi thông qua địa phương, rồi á, những cái người ở vùng trong á, vùng sâu vùng xa ở trong á, anh không đăng ký với chính quyền địa phương á, để chính quyền địa phương phối hợp mà đưa thuyền cho anh chở đồ vô đó để cứu trợ đồng bào ở trong vùng sâu vùng xa đó. Rồi anh cứ là làm cho hết trách nhiệm, là anh về anh đi làm hết trách nhiệm, mà anh cứ lại tới đó anh phát phát anh biết đối tượng đó anh cần phát hay không. À, có thể những người đó, có thể những người đó nhận mười mấy lần cũng có thể, cũng có nữa. Còn một số những người họ không có cái ăn, họ nằm ở trong kia mà không đến được tay của họ, thì bắt buộc á, với số lượng mà lớn và nhiều đoàn từ thiện không đăng ký trước như vậy, thì buộc lòng chính quyền chỗ đó là phải ngưng lại, để sắp xếp cho tụi anh mà dàn xếp cho tụi anh đi từ thiện để cho đến những nơi mà anh cần đến. Còn mà anh nói á, là những cái thằng mà lên nó làm cái clip, dựng cái clip lên gửi ra nước ngoài á, anh có tìm hiểu tụi đó là những người dân như thế nào không, những người từ thiện với tấm lòng của họ như thế nào không? Đồng ý họ có tấm lòng họ cho người dân đó, nhưng mà mục đích của họ là gì anh biết không? À, mục đích của họ là gì? Họ chỉ mang cái mắt từ thiện để họ quay lên live stream clip lên đặng họ chống phá, họ xuyên tạc. Còn như những người mà người ta từ thiện bằng cái tâm, người ta không bao giờ người ta quay clip, người ta hô hào cái gì cả. Thí dụ bây giờ trong khi mà họ đang phối hợp với chính quyền địa phương, họ có những cái họ không đồng 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 ý, hoặc là có những cái trục trặc ngoài ý muốn, nhưng mà cái người mà người ta làm một cách bằng cái tâm á, người ta không có kêu gào những cái thứ đó, tại vì người ta mục đích của người ta chỉ là đi muốn giúp người dân, chứ người ta không muốn đi lên để xuyên tạc kêu gào la hét trên mạng. Nếu mà người làm thật thì họ không có quay phim để đi. Bây giờ anh nè, bây giờ anh nói anh từ bi đó, anh đi giúp cái người này mà anh đi chê bai cái người kia, thì cái lòng của anh có tốt chưa đó? Anh có tốt chưa? Cái tâm lòng của anh chưa tốt thì người ta không cần nhận là đúng rồi. Còn nhưng mà thật sự tấm lòng anh tốt đó, cho dù khó khăn á, cách mấy sông pha cách mấy, người ta cũng gắng cố gắng phối hợp với địa phương để giúp được cái người dân mà đang cần mình giúp. Anh chỉ coi những cái clip mà của cái bọn phản động á, anh chưa tìm hiểu kỹ họ là ai. Anh thấy như những đoàn từ thiện á, người ta thậm chí mà người ta chờ chính quyền địa phương mà cung cấp thuyền bè đặng để cho người ta chở hàng hóa đi giúp những người vùng sâu vùng xa, người ta chờ mấy ngày liền, người ta ăn nắng dầm mưa, người ta còn chưa đăng lên clip để người ta kêu gào. Đó là những người ta từ thiện với tấm lòng. Còn tôi không biết anh á, là giúp được người dân ở trong nước bao nhiêu, mà cho dù một đồng đó là cũng là cảm ơn anh, vì cái tấm lòng của anh còn nhớ về, còn yêu thương đồng bào của mình. Đó là tôi xin trân trọng và cảm ơn anh. Nhưng mà còn á, cái á, mà anh cho của cho không bằng cách cho. Nếu mà anh đem cái của anh cho mà anh còn á suy nghĩ, hoặc là sợ chính quyền ở trong nước, hoặc là sợ là cái phần của anh này kia anh chặn bớt, thì cái đó cái tâm của anh chưa có tốt đó. Thí dụ bây giờ á, cái tâm của anh tốt á, tôi cứ cho đi đã đó. Những người mà làm việc xấu á thì họ có người giải quyết, họ có người trừng trị họ. Còn anh chưa có cho được nữa mà anh cứ sợ là người ta không tốt rồi, vậy là anh có tâm chưa? Bây giờ anh cho nhiều cho ít gì tôi cũng không quan trọng, bây giờ anh cho một gói mì người dân cũng biết ơn anh nữa, nhưng mà anh chưa cho nữa, anh sợ tiếng tha gói mì của anh rồi, thì anh đâu phải là người tốt. Anh chỉ làm cho có cái trách nhiệm nặng lên hô hào là tôi đã là một người yêu thương đồng bào, yêu thương đồng loại của tôi rồi. Vậy anh xứng đáng anh cù mang không? Còn ở đây á, đó là nói với anh khách mời, giải thích cho anh khách mời nghe rồi ha.
Ví dụ bây giờ anh này, tôi với anh cho tôi mà tôi nằm cái nhà tôi nằm ở lúc trong lúc trong kia mà anh lại muốn cho tôi, anh không lại hỏi địa phương đó là ở nhà của thằng đó ở đâu, anh cứ chở lại đùng 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 đùng, anh dồn lại 2-3 người lại đùng đùng ở đó, rồi trong khi đó chính quyền địa phương không có giải quyết được thuyền bè hoặc là phương tiện để vận chuyển để vô cho những người dân trong đó, rồi bắt buộc là ùn ứ ngay chỗ đó, rồi nó dựng clip lên nó xuyên tạc là nó người dân cản trở. Anh có hiểu điều đó hay không? Nếu mà anh suy nghĩ kỹ lên, anh có hiểu điều đó hay không? Không có lý do gì mà người dân của mình á, con khổ, mình là cha mẹ con của mình đói khổ mà người ta lại giúp con mình mà người ta cản trở hết. Còn anh nói chính quyền địa phương bắt buộc là phải đóng tiền cho người dân, đóng tiền cho chính quyền địa phương, đóng tiền cho nhà nước rồi mới được đi hỗ trợ. Đó là những cái clip xuyên tạc. Anh phải tìm hiểu kỹ lại những vấn đề đó, tại sao họ xuyên tạc. Họ lợi dụng cái tình hình đất nước đang bị thiên tai là cơ hội của nó để nó chống phá, để nó xuyên tạc, để nó dựng lên. Anh thấy những cái clip mà nó phá rừng không? Anh thấy những cái clip mà nó chở gỗ không? Anh coi cái đoạn chở gỗ đó là của nước nào, biển số xe đó là của nước nào. Nó lấy hình ảnh ở trên trên Google ra, nó dựng lên, nó xuyên tạc một cách trắng trợn. Người dân ngu bây giờ mở cái hình đó lên cũng thấy thằng Tây nó đang đứng chụp hình. Cái thằng đó là phải thằng Việt Nam, thằng châu Á không? Mình á, mình làm từ thiện có cái tâm á, thì mình phải nhìn bằng cái tâm chứ đừng có nhìn bằng con mắt thường của mình, mà trong khi đó mình ở tặng á, là nửa 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 dòng trái đất ở tặng trời Tây, anh biết chưa? Trong khi đó người dân ở trong nước, người ta tại chỗ đó người ta thấy, người ta nói anh không có gia tin. Tại sao mà anh tin những cái chuyện mà người ta nói bằng miệng, sao anh không tin cái người mà người ta thực tế? Nếu mà anh làm một chuyện tốt rồi khỏi cần chính quyền, những người dân thật sự á, người dân người ta cũng hỗ trợ anh. Người dân mà những người mà họ không có bị thiên tai, không có bị ảnh hưởng, người ta cũng chạy lên giúp anh chứ đừng nói là tới chính quyền. Anh nghe những lời xuyên tạc bậy bạ, anh lên anh hỏi thì tôi trả lời, chứ tôi không có nói là anh đang 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 phản đối. Tôi công nhận anh điều đó. Còn hôm nay tôi nói cho ông cái thằng Thanh Võ nghe ha, mày không xứng đáng kêu mày bằng ông hay bằng anh gì hết. Chừng nào tao nói cho mày nghe một lần nữa, chừng nào mày có cái visa Việt Nam thì mày là công dân Việt Nam, mày hãy lên đây mày nói chuyện với tao, với anh chị em trên diễn đàn, kể cả cái thằng Jackson Nguyễn ha. Mày ngu gì, mày ngu gì vậy, mày qua bên diễn đàn kia người ta đam mày sắp mặt mặt lờ của mày mà mày còn không biết nhục. Tao hỏi mày, mày biết chơi cờ tướng không? Mày xuyên tạc là mày nói tại sao thủ tướng chính phủ và chủ tịch nước không đi thị sát, mày có biết chơi cờ tướng không? Mày thấy đánh trận muôn đời xưa tới giờ có thằng vua nào mà đi xông pha ra chiến trận không hả? Người ta quan tướng là người ta đầu não của một đất nước, con rắn á, là phải có cái đầu để người ta ngồi người ta điều hành chỉ đạo, trong khi đó là biết bao nhiêu mà việc người ta cần giải quyết, việc ngoại giao, việc kinh tế, việc thiên tai bão lũ, người ta ngồi đây người ta giải quyết, người ta chỉ đạo. Còn mày xuyên tạc, mày kêu là người dân mà không đi thị sát người dân, ta cũng đánh thắng được giặc vậy? Mày ngu gì, mày ngu vừa thôi. Mày thí dụ bây giờ mày không có học thì mày coi phim tàu hay là mày coi phim Mỹ gì đó mày cũng biết vậy. Mày thấy mày thời thời La Mã đó, mày thấy có thằng vua nào mà chạy ra đánh không? Còn là chỉ đạo cho tướng đánh, cho nó ngồi ở trên dây mà dàn cao nó chỉ đạo cho tướng đánh đó, mày ngu quá vậy hả? Bây giờ mày mày không học á thì mày cũng coi phim mày cũng hiểu vậy, nói cho mày biết bao nhiêu đó đó. Mày đừng có vô đây mày còm mày xuyên tạc, mày bảo là thủ tướng chính phủ này kia rồi không xuống thị sát người dân, mày ngu hả? Xuống thị sát người dân rồi lỡ thiên tai này kia rồi có chuyện xảy ra rồi ai điều hành đất nước, ai đứng ra chỉ đạo cho đất nước nó loạn lên à? Cho tụi mày chạy về, cho mày chạy chỉ đạo à? Tụi mày có ăn chứ chỉ đạo. Có cái con hỏi hỏi anh Thanh Võ bảo là cái tổng thống Trump đã đi thị sát cháy rừng ở California chưa? Thằng tổng thống Trump, nó nói mày nghe nào, ông tổng thống Trump không, ông ta không kêu bằng thằng, tôi xin lỗi. Ông tổng thống Trump ông thị sát như thế nào mà biết không hả? Ông ngồi trên máy bay, ông ngồi trên xe hơi, ông đứng ông dòm qua ông tivi đó rồi ông thị sát đó. Ông có nhào vô dập dịch không? Ông có nhào vô dập cháy không? Ông có cùng mà lính cứu hỏa nhảy vô dập cháy chưa? Rồi ông
đi đâu, ông đi vô cái nhà của mà mấy ông mà tỉnh trưởng ở đó, ông có đi ra mà trong bệnh viện không, ông có đi vô tới bệnh viện ông thăm mấy người mà đang thở oxy không? Mày khôn quá vậy. Mày, tao nói mày nghe nè, thằng già mày, đừng có bao giờ mà mày lên đây mày còn mày xuyên tạc. Khi nào mà mày có được cái visa Việt Nam đi rồi mày hả lo chuyện Việt Nam, mày về mày nói chuyện với dân tao, chứ mày cũng không có cái tư cách gì mà nói chuyện tới lại mà thủ tướng hoặc là mấy những vị lãnh đạo của đất nước Việt Nam. Nói thẳng cho mày biết vậy luôn, mày chối ngày xuyên tạc lên đây mày khịa cái này khịa cái kia. Giờ tao nói thiệt với tụi mày á, tại sao tao lên đây bây giờ tao mắc dạy, tao không cần giải thích nữa, tại vì có giải thích đi chăng nữa tụi mày cũng đéo có chịu hiểu, chứ không phải là không hiểu. Tụi mày hiểu dư sức hiểu, mà là con người là tụi mày dư sức hiểu, tụi mày đéo chịu hiểu, tụi mày phủ nhận tất cả, tụi mày phủ nhận để chi, tụi mày cố tình chống phá rồi mà phủ nhận, mà tụi mày phủ nhận mà tụi mày làm cách nào mà để hạ thấp được danh dự và uy tín của Đảng Cộng sản, vùi dập chừng nào cho con dân của đảng của dưới chế độ cộng sản này á, mà đói khổ rách rưới này kia đồ đó, để tụi mày có cái cớ rồi tụi mày xuyên tạc, rồi tụi mày chống phá. Mày thấy dân người ta đang khổ cực đau xót thì tụi mày á, không có tiền giúp đỡ, ít nhất cũng có một cái lời nói để mà cho người dân người ta hả vượt qua những lúc khó khăn. Còn tụi mày còn không ăn mừng nữa mà, những cái comment, những cái status của tụi mày trên mạng như thế nào tụi mày biết không? Tụi mày giái cho miền Trung á, mưa nữa đi, lớn lên đi, giái cho miền Bắc ngập lụt đi. Tụi mày phải là con người không? Bởi vì tụi lên đây tôi kêu tụi mày là máu chó, không bao giờ sai. Thì là máu người không bao giờ mà có cái suy nghĩ như vậy, đúng không? Còn thằng Sơn Nguyễn hồi nãy mày nói cái gì? Mày nói tại vì Đảng Cộng sản Việt Nam không có chuẩn bị thực tập trước, nên khi mà bão xảy ra không kịp, người ta hỏi mày cái cơn bão của thằng Mỹ, cơn bão Katrina gì năm đó đó. Thằng Mỹ là một đất nước đứng đầu thế giới về công nghệ, về phương tiện, về cái gì đó, mà nó chết mày biết bao nhiêu chưa hả? Nó tàn phá biết bao nhiêu chưa? Rồi chưa nói thì thằng Nhật, một cái đất nước cũng là giàu thứ hai, thứ ba, thứ tư ở trên thế giới này, mày thấy cơn bão 88 giờ rồi á, Nhật có thiệt hại biết bao nhiêu chưa, về kể cả mà mạng và tính mạng và tài sản chưa hả? Thằng ngu, còn thằng Hàn Quốc của mày đó, thằng đa đảng của mày đó, cơn bão vừa rồi nó ảnh hưởng biết bao nhiêu về người, về tài sản không? Mày ngu quá vậy, thiên tai mày tới bất ngờ rồi mày chỉ mày đoán được thời tiết không? Mày đoán được mà quả trời không? Bất quá thì mày chỉ đề phòng được phần nào thôi, xảy ra sự cố thì mày tìm cách khắc phục, chứ mày chống lại với trời nổi không hả? Thằng ngu nói ra rồi biết tụi mày, tôi nói thiệt như hồi nãy anh gì anh nói rất là đúng, nói mà chống cộng mà cái kiểu cái kiến thức của tụi mày đó thì kê cao gói ngủ không, 10 năm 20 năm cũng thấy một đời nữa của tụi mày nữa, tới đời con tụi mày mà không thay đổi cái suy nghĩ đó, thì không tư duy đó, thì tụi mày không bao giờ lật đổ được Đảng Cộng sản, biết chưa? Chống cộng thì ít nhất phải đưa ra kiến thức nào cho nó thiết thực và nó thuyết phục người nghe một chút xíu. Ví dụ mình có khịa ta thì mình cũng phải đưa ra cái câu khịa sao mà cho người ta bí, người ta trả lời không được đó. Rồi dân người ta mới nghe theo tụi mày, lúc đó tụi mày mới có cơ hội đứng lên lãnh đạo lật đổ Đảng Cộng sản được. Ví dụ bây giờ dân người ta mới muốn, người ta muốn binh Đảng Cộng sản, người ta không cách nào người ta binh được hết trơn, tại vì tụi mày nói chuyện quá hợp lý. Còn tụi mày nói ra những cái câu ngu ngu không, tại sao mà ông Nguyễn Xuân Phúc với lại ông Nguyễn Phú Trọng không ra thị sát người dân, nói câu đó là biết mày muôn đời ngu rồi, chứ không phải là mới ngu đây đâu. Bọn nó bảo là không, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với tổng bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng không đi vào miền Trung thị sát thì hai cái ghế thủ tướng với tổng bí thư chủ tịch nước đấy ghế nữa cơ. Thì cái đó thì mình cũng có coi rồi, hôm nay mình cũng có coi, mình cũng có thấy nó những cái clip tụi nó lên xuyên tạc, những cái diễn đàn của nó xuyên tạc á, đôi khi coi mà hỏi với cười con cũng biết trả lời với nó làm sao, còm với nó làm sao, mà mình nhảy vô mình còm á thì bị chửi á, nó ngu vậy đó. Hỏi ta hỏi gì tụi mày vậy nè á, thí dụ bây giờ nè, nhà mày đang cháy đúng không, mày thì đang làm kiếm tiền nuôi mày đi đang lo ngoại giao kiếm tiền nuôi mày á, thì mày ở nhà thì mày lo dập cái đám cháy đó, với lại dân ở đó dập cái đám cháy đó trước. Mẹ ở đây gửi tiền xuống hỗ trợ đặng cho mày mua đồ đặng mày khắc phục hậu quả, đúng không? Mẹ mày bay nữa dầm trái đất gậy rồi đó dập cái đám cháy, rồi lỡ không may mẹ mày chết rồi ai lấy tiền nuôi tụi mày, đơn giản như đó thôi.
ai lấy tiền nuôi tụi mày, ai đi làm nuôi tụi mày, thì mày ngu quá vậy. Thủ tướng chính phủ người ta là phải là còn là, đâu phải là lo cho cái chuyện bảo lục không đâu, còn vấn đề ngoại giao, còn vấn đề đất nước, còn vấn đề hả đi hả, ký kết những cái kinh tế đem lại cái lợi ích cho đất nước nữa. Đâu phải tập trung vô miền Trung không, bỏ miền Bắc với miền Nam hả cho chết nữa hả? Bỏ miền Bắc với miền Nam không ai lo nữa rồi, rồi lúc đó rồi không có mà làm ăn ban giao được, rồi bắt đầu chết luôn đám, chứ đâu có chết riêng miền Trung đâu. Nhiêu đó thôi, tụi mày cũng ngu, tụi mày phải biết cái mày làm trụ cột gia đình đó, thì cái gì mình cần phải làm, cái gì mày không cần làm, chứ không phải cái gì mày cũng nhảy vô làm. Mày nhảy vô làm vậy á thì mày cần những gì đứng đầu đất nước hả? Thằng nào cũng nhảy vô thị sát được mà, ví dụ bây giờ huyện cũng thị sát được vậy, rồi báo cáo về 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 tỉnh hả? Tỉnh xuống thị sát báo cáo về trung ương và đưa lên cho thủ tướng chính phủ trình duyệt. Cái khôn của tụi mày ở đâu nói cho tao nghe chút xíu rồi để chăng của tụi tao mà nghe theo, đâu mốt ủng hộ đám sập lồn tụi mày về mà lãnh đạo coi. Chứ còn mà nói kiểu này hoài biết chừng nào tao mới ủng hộ, đôi khi để con của tao nó ngu ngu lớn lên nó không biết thì nó ủng hộ, chứ đời tao là chắc không rồi đó.